Chào mừng các bạn đã quay lại với video chữa đề số 8. Câu số 1. People with sensitive hearing tend to get headaches at loud events such as rock concerts. A. Hopefully. B. Rarely. C. Highly. D. Properly. A. Đầy hy vọng, phấn khởi. B. Hiếm khi. C là ở mức cao và D là chắc hẳn có thể. Các bạn hãy cùng xem nghĩa của câu này. Những người có thính giác rất nhạy cảm như thế nào đấy có xu hướng bị đau đầu tại các sự kiện âm ý, chẳng hạn như các buổi nhạc rock. Vậy đây, nhạy cảm thì chỉ có thể là nhạy cảm ở mức cao thôi. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 2. First Street will be closed for the parade starting at 9 a.m. but it will at 11 a.m. A. Meet. B. Place. C. Reopen. D. View. A. Gặp. B. Đặt. Để. C. Mở cửa lại. Và D là quan sát. Vậy đây các bạn thấy phía trên là đóng cửa vào lúc 9 giờ và gì gì đấy vào lúc 10 giờ, 11 giờ thì chỉ có thể là mở cửa. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Đường số 1 sẽ đóng cửa cho cuộc diễu hành bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nhưng nó sẽ mở trở lại vào lúc 11 giờ sáng. Câu số 3. The airline's website makes it easy to book tickets online, resulting in costs to the ticketing department. A. Fewer. B. Smaller. C. List. D. Any. A. Ít hơn. B. Nhỏ hơn. C. Tối thiểu, ít nhất. D. Là bất kỳ cái gì. Các bạn sẽ cùng xem nghĩa của cả câu này. Trang web của hãng hàng không giúp dễ dàng đặt vé trực tuyến, dẫn đến cuộc gọi như thế nào đấy cho bộ phận bán vé. Thì khi các bạn đã đặt được vé trực tuyến thì các bạn sẽ ít gọi hơn đến bộ phận bán vé. Đáp án của chúng ta sẽ là A. Câu số 4. Now that the expansion has been completed, the auditorium at Wills Hall can accommodate a crowd of 500. A. Softly. B. Slowly. C. Easily. D. Deeply. A. Một cách dịu dàng, êm ái. B. Chậm. C. Là dễ dàng. Và D. Là sâu sắc hoặc là vô cùng. Thì ở đây, vì việc kinh doanh mở rộng đã hoàn thành, khán phòng tại Wills Hall có thể dễ dàng chứa được đám đông 500 người. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 5. The Roast, a downtown coffee shop, gives senior citizens a 15% Monday through Friday. A. Economy. B. Retail. C. Discount. D. Market. A là kinh tế hoặc là sự tiết kiệm. B bán lẻ. C là giảm giá và D là thị trường chợ. Thì ở đây các bạn sẽ cùng xem nghĩa của cả câu. The Roast, một quán cà phê ở trung tâm thành phố, giảm giá 15% cho cư dân lớn tuổi từ thứ hai đến thứ sáu. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 6. During the job fair, all promotional materials must be skewed in a place and the booth should not be left unattended. A. Safe. B. Complete. C. Sincere. D. Kept. A. An toàn. B. Hoàn thành. C. Là chân thành, thật thà. Và D. Là giữ. Vậy đây, những cái tài liệu quảng cáo phải được đảm bảo ở một nơi như thế nào? Một nơi thì chỉ có thể là một nơi an toàn. Đáp án của chúng ta là A. Các bạn hãy cùng xem nghĩa của cả câu này. Trong suốt hội chợ việc làm, tất cả các tài liệu quảng cáo phải được đảm bảo ở nơi an toàn và gian hàng phải được trông chừng. Câu số 7. Senior executives are to take up to 6 weeks of vacation per year, but they rarely do. A. Admired. B. Regarded. C. Allowed. D. Forgotten. A. Ngưỡng mộ, say mê. B. Quan tâm đến cái gì. C. Cho phép và D. Là quên.
Các bạn sẽ cùng xem nghĩa của câu này. Giám đốc điều hành cấp cao nghỉ tới 6 tuần mỗi năm, nhưng họ hiếm khi làm như vậy. Với đây, giám đốc điều hành cấp cao sẽ được nghỉ phép tới 6 tuần mỗi năm. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 8. Without a museum membership card, visitors must pay the rate of $8 for entry. A. Divided. B. Standard. C. Numerous. D. Duplicate. A. Phân biệt hoặc là tách ra. B. Là tiêu chuẩn. C. Nhiều và D là giống hệt. Vậy đây, các bạn sẽ cùng xem nghĩa của cả câu. Nếu không có thẻ thành viên của bảo tàng, du khách phải trả mức giá tiêu chuẩn là $8 để vào cửa. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu số 9. Miss Johnson is planning to a few substantial changes to the list of people who will participate in the delegation. A. Announce. B. Involve. C. Agree. D. Maintain. A. Thông báo. B. Làm liên lụy hoặc là dính líu. C. Đồng ý và D là duy trì. Thì ở đây thì các bạn thấy phía sau là một vài thay đổi đáng kể trong chính sách. Thì ở đây cái bà Johnson này sẽ như thế nào đây? Các bạn cùng xem nghĩa của câu này. Miss Johnson đang lên kế hoạch công bố một vài thay đổi đáng kể trong danh sách những người sẽ tham gia vào đoàn đại biểu. Đáp án của chúng ta sẽ là A. Câu số 10. The cafe is anxiously waiting for a bread from nearby bakery because the lunch rush will be starting in an hour. A. Resource. B. Release. C. Delivery. D. Transportation. A. Tài nguyên. B. Sự giải thoát hoặc là sự phát hành. C. Vận chuyển. Và D là sự vận tải. Vậy đây, quán cà phê đang lo lắng chờ đợi sự giao hàng bánh mì từ một tiệm bánh gần đó bởi vì giờ cao điểm bữa trưa sẽ bắt đầu sau một giờ nữa. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 11. I notified Mr. Wedge that he must the phone to your office no later than Thursday. A. Enclose. B. Convert. C. Submit. D. Renew. A. Đính kèm. B. Chuyển đổi, biến đổi. C. Là nộp và D. Là làm mới. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem nghĩa của cả câu. Tôi đã thông báo cho ông Wedge rằng ông ấy phải như thế nào đây? Phải thì chỉ có thể là phải nộp đơn đến văn phòng của bạn không muộn hơn thứ năm. Câu số 12. To appeal to high class, yes, practical consumers, the online advertisement describes the as elegant and accurate. A. Timepiece. B. Signature. C. Bracelet. D. Briefcase. A. Đồng hồ. B. Chữ ký. C. Vòng tay. Và D. Là cặp đựng tài liệu. Thì ở đây các bạn thấy phía sau là cái gì đấy vừa thanh lịch vừa chạy chính xác thì chỉ có thể là đồng hồ thôi, đúng không ạ? Đáp án của chúng ta sẽ là A. Các bạn hãy cùng xem nghĩa của cả câu. Để thu hút những khách hàng cao cấp, nhưng thực tế quảng cáo trực tuyến mô tả đồng hồ vừa thanh lịch vừa chạy đúng giờ. Câu số 13. The smart card program gives members the opportunity to earn points in its global network. A. Alongside. B. Forward. C. Everywhere. D. Together. A. Kế bên, dọc theo. B. Về phía. C. Là tất cả mọi nơi. Và D. Là cùng nhau. Các bạn hãy cùng dịch nghĩa câu này. Chương trình Smart Card mang đến cho các thành viên cơ hội kiếm điểm ở mọi nơi trong mạng lưới toàn cầu của mình. Đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 14. Promptly, the manager that the food I received were undercooked and its charge should be removed from my bill. A. Accept. B. Notify. C. Deliver. D. Present. A. Chấp nhận. B. Thông báo. C. Vận chuyển. Và D. Là trình bày, xuất trình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy ngay lập tức
khi mà các bạn thông báo cho quản lý rằng thức ăn mà tôi nhận được chưa được nấu chín, và thì cái giá tiền sẽ được remove, sẽ được xóa bỏ khỏi cái hóa đơn của tôi. Đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu số 15. The registration includes all materials needed for the seminar and a ticket for the lunch buffet at the hotel. A. Fare. B. Tip. C. Worth. D. Fee. A là tiền vé tàu hoặc là vé xe, B là tiền quà, C là giá trị và D là lệ phí. Thì ở đây cái đăng ký bao gồm các tài liệu cần thiết cho hội thảo và một vé cho bữa ăn lựa chọn tại khách sạn thì chỉ có thể là lệ phí. Đáp án của chúng ta sẽ là D. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 15 câu từ vựng của video số 8. Bây giờ các bạn hãy cùng xem lại những từ vựng xuất hiện ở trong bài. Hopefully, really, highly, properly, meet, place, reopen, view, few, small, list, any, softly, slowly, easily, deeply, economy, retail, discount, market, safe, complete, sincere, keep, admire, regard, allow, forget, divided, standard, numerous, duplicate, announce, involve, agree, maintain, resource, release, delivery, transportation, enclose, convert, submit, renew, timepiece, signature, bracelet, briefcase, alongside, forward, everywhere, together, accept, notify, delivery, present, fare, tip, worth, fee. Vậy là chúng ta đã ôn tập xong những từ vựng có ở trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.